Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với Ai Cũng Có Chuyện. Một tuần trôi qua rồi và chúng ta tiếp tục gặp nhau trong không gian rất là quen thuộc. Tuy nhiên sẽ luôn có những câu chuyện mới xuất hiện vào mỗi tuần, bởi vì mỗi một nhân vật đến với Ai Cũng Có Chuyện đều là những cái trải nghiệm rất là riêng biệt. Vì diễn biến cuộc sống thì luôn muôn hình vạn trạng, và trong cái cảm nhận của từng người để tạo thành cái dấu ấn tâm lý của họ thì cũng không ai giống với ai. Đó là lý do mặc dù chúng ta có thể ước chừng được rằng câu chuyện tuần này chúng ta nghe nó sẽ là những cái nỗi đau về tình, về tiền, về hôn nhân, về con cái, về việc phát triển bản thân, nó không có quá nhiều những cái chủ đề, nhưng những câu chuyện thì luôn rất là khác nhau, luôn rất là sinh động, và những cái bài học mà chúng ta có được vào mỗi tuần thì luôn luôn mới. Ngày hôm nay cũng vậy. Tuy nhiên câu chuyện của ngày hôm nay là câu chuyện của ai và đó là chuyện như thế nào thì chúng ta chỉ có một cách duy nhất để biết được nó, đó là gặp gỡ nhân vật của tuần này. Chào em. Dạ em chào chị. Hiện giờ là mình đang sinh sống cùng với ai? Em thì bây giờ hiện tại là sống với con em. À mình. Và với bà ngoại. Người ta ngay lập tức nghĩ tới hình ảnh của một mẹ đơn thân. Dạ đúng. Vậy thì câu chuyện của mình ngày hôm nay thì bây giờ để đặt tên cho câu chuyện của mình đi. Em sẽ có một cái tên khái quát như thế nào về câu chuyện sắp kể để mọi người có thể sửa soạn tâm thế lắng nghe. Chồng em đòn tiền, không có chồng gia đình. Tiền thắng tình thua. Vậy mình quay lại với cái người chồng đó đi. Để sau đó mới biết rằng cái người chồng này là quyết định chọn giá trị vật chất chứ không có chọn gia đình. Vậy thì em với chồng em quen nhau và cưới nhau cách đây bao lâu rồi? Em với chồng em quen cũng được 2 năm. 2 năm. Xong rồi mới cưới. Vậy thì trong 2 năm đó cái điều gì ở cái người đàn ông này ảnh bộc lộ ra để cho em tin rằng là được, cưới anh này được? Tại vì cũng quan tâm tới em, lắng nghe, cũng nhẹ nhàng. Em cảm thấy là mình có thể dựa dẫm được. Có những cái chuyện buồn em tâm sự thì anh giải thích rồi cũng nói cho mình nghe. Hoặc là dù như mình buồn cái gì đó trong công việc, cái này cái kia vậy đó, thì ảnh cũng là người nghe. Sau cưới thì cũng hạnh phúc chị, thì em chỉ làm văn phòng, còn ảnh thì là ảnh làm về bên bất động sản đó chị, mua đi bán lại. Ví dụ như là có lô đất này anh mua xong mình cảm thấy ảnh lời thì ảnh bán. Thì như một lô có khi lời mấy chục, cũng có khi có lô thì lời mấy trăm, hoặc là có lô thì cũng giống như kiểu lỗ quá chị. Cái chuyện á là sau lúc mà em sinh em bé là năm 2019. Lúc đấy là các bạn ở chung với người lớn hay là các bạn tự ở riêng rồi? Em ở riêng chị. Em cũng nói là do công việc của em. Thì nếu mà ở mà làm dâu thì chắc là không làm được. Làm giờ hành chánh rồi về em cũng phải nhận sổ sách thêm. Trước khi cưới em cũng nói công việc của em như vậy. Thì em sẽ không bao giờ đảm nhận được, ví dụ như vừa việc nước mà vừa việc nhà thì chắc chắn là không được rồi. Anh cũng nói là nếu mà như vậy thì ở riêng. Thì tụi em ở riêng với nhau từ lúc cưới cho tới lúc sanh em bé, cho tới lúc trước dịch thì vẫn là hạnh phúc. Cuộc sống tụi em cũng gọi là dư dả. Cái đợt dịch mà Covid đó, giãn cách xã hội nè, rồi không đi đâu, rồi công việc của ảnh thì bất động sản là phải đi, mà ở nhà như vậy á, rồi là không có tiền là thứ nhất. Thứ hai á, mình mua lô nào, mình xuống lô nào, mình canh tình hình, mình bán, mình cắt lời hoặc là cắt lỗ. Ảnh có bị một lô, cái lô quy hoạch hay cái gì đó, nói chung là đại khái đi. Cái ngành nghề của ảnh là em không có biết. Còn công việc của ảnh á, thì ảnh nói là nay anh muốn này anh lời được mấy chục hay mấy trăm. Hoặc là anh đang mua cái lô đó đó, anh bị dính như vậy vậy. Thì ảnh chỉ nói như vậy, sâu đi vô nữa thì em không có biết. Cái công việc của ảnh hình như có phải là đi xuống. Nên là lúc nào ảnh về nhà ảnh cũng quạo quá đó chị. Rồi xong rồi cứ say xỉn. Mà hỏi thì không có nói. Có khi nào em nghĩ rằng là một khoảng thời gian dài anh cũng nhận ra rằng là thực ra anh nói với em, với cái chuyện anh không nói nó cũng không giải quyết được gì hết. Tại vì ví dụ như em stress trong công việc, em kể anh nghe, anh có thể anh cũng có thể làm cho em cảm thấy là đây là cái người nghe mình nói nè. Em tự tin rằng là mình trút hết lên trên ảnh được. Ảnh có thể không có hiểu cái công việc của mình, nhưng mà cái biểu hiện của ảnh làm cho mình cảm thấy là mình có được chia sẻ. Còn ngược lại khi ảnh nói với em thì em cũng thuộc dạng thì anh nói cho em nghe vậy thôi. Nhưng mà em đã mặc định là công việc của anh là em không có hiểu gì trơn á. Nhưng bây giờ mình không có hiểu công việc. Nhưng ví dụ như ảnh nói là công việc của anh càng ngày càng khó, hôm nay lời 200-300 triệu hay là 20-30 triệu gì đó. Mà tại sao á, cái lúc mà bị lỗ gần như là phá sản, bị mất hết tiền á chị, mà tại sao lại không nói? Chỉ có ảnh mới biết được tại sao ảnh không nói thôi. Nhưng mà chốt lại là gì? Gần như mình không biết gì cả ngoài một cái hình ảnh mà ảnh bày ra cho mình giai đoạn đó là cáu gắt, say xỉn, còn khó khăn trong công việc, là gần như mình không được biết một cái gì cả. Và dĩ nhiên mình cũng không có nhận được cái tín hiệu cảnh báo để hiểu rằng là chồng đang gặp khủng hoảng. Rồi sao? Em thấy như vậy em rất mới lạ. Tại vì từ xưa giờ anh cũng ít có kiểu mà gọi là kiếm chuyện với em, cũng không có bao giờ mà cấu gắt. Cứ mỗi lần hỏi đi đâu á thì có khi là anh đi công việc trước á, dù có xỉn cỡ nào là cũng lết về nhà. Còn đợt này á là anh xỉn lắm, anh không về. Có mấy lần em giặt đồ á, em thấy là có vết son và có mùi nước hoa lạ. Lúc đó em hỏi thì cứ nói là thì hả, đi nhậu thì mấy giống như kiểu là mấy bạn quán hát á, là vô tình giống như là đi qua vẹt. Thì em nghĩ chắc chồng em cũng vẫn giống như kiểu là ngoại giao như vậy đó chị. Là mình cho phép cái việc ngoại giao đó diễn ra. Tức là không phải là cho phép chị, tức là mình nghĩ là
chồng mình từ xưa tới giờ giống như kiểu là ổng không có cái chuyện trai gái, ổng đứng đắn trong cái việc đó. Chị hiểu ý em nói không? Tức là ổng chỉ dẫn những cái người đó thì những người đó thôi. Nên là mình tin rằng là chồng mình như mình vậy đó, là chỉ quan sát thời cuộc thôi chứ không có tham gia vô cái dạ, cái sự rộn ràng đó. Dạ. Nhưng mà cái tần suất mà đi đêm á chị ngày càng nhiều. Thì xong á, có một lần thì em mới hẹn một người bạn của ảnh ra, thì em hỏi thì là người bạn cũng nói dạng kiểu lấp liếm á, thì cũng nói là dạo này á em có biết á là chồng em á là đang thua lỗ rất là nhiều sau đợt dịch. Thì em mới hỏi ra thì mới nói là do nó mua một cái lô đất gì ở đâu ở Bình Phước hay cái gì đó, nói chung là đại khái, thì bây giờ nó bị dính với quy hoạch, thì đâu nó cũng vỡ mấy tỷ á. Ví dụ như giờ anh vỡ thì bây giờ nói ra thì vợ chồng cũng có thể là bàn bạc với nhau, hoặc là xưng gia đình hai bên. Bây giờ anh nói là thua lỗ mà sao em thấy lúc nào anh cũng đi, anh cũng kêu công việc rồi anh phải đi tiếp khách như ngày trước. Khi anh mới nói là hình như là nó đang quen một người nào lớn tuổi hơn, mà nghe nói á bây giờ chị quen người đó đi thì người đó sẽ giống như là giúp đỡ vực dạy dạy kinh tế. Dạ đúng rồi, vực dậy cái kinh tế. Ổng bị mất 3 tỷ hoặc 5 tỷ thì bà này sẽ đắp vô lại cho ổng để là vực lại cái kinh tế của ổng. Lúc đó em mới nói vậy, bây giờ anh có biết á cái người đàn bà đó là người ta ở đâu hay không? Anh nàng mới nói là cái người đó là chủ cái quán karaoke đó luôn. Thì xong á em cũng xin nghỉ mấy ngày, em canh tại cái nhà hàng đó em canh 2 ngày á chị, là anh không giống như kiểu là anh không có đi với cái người đàn bà này, mà chỉ là vô quán nhậu xong rồi là ra. Thì không biết sao giống như có thể là trời thương mình á, thì cái ngày thứ ba là em thấy ảnh đi với cái người đàn bà này nè. Em bịt kín người hết khoảng 6 giờ mấy 7 giờ á chị, thì hai người đi vô nhà hàng cũng ăn, thì em cũng đi vô nhưng mà em ngồi xa ra tiếng máy 2 tiếng á chị. Xong rồi hai người mới đi khách sạn. Tay chân em run, em không có nghĩ được là chồng em sẽ như vậy á chị. Tức là không còn gì để nói mà lạnh mà run một cái cách mà em không có diễn tả được. Thì em vẫn đứng em đợi ở ngoài khách sạn đó chị. Lúc đó là em chờ đi vô rồi, em hỏi thì chủ khách sạn người ta không có cho. Em lại đi ra ngoài em ngồi em canh. Có một cái quán nước ở đó. Thì một lát ảnh vừa bước chân ra thì cái lúc mà thanh toán á chị, anh toán tiền á, em mới bước tới và em đứng ngay cổng luôn. Thì em hỏi ảnh á, anh có còn cái gì để giải thích hay không? Ảnh im, ảnh không nói gì hết. Xong rồi là em bỏ đi về. Cái người đi cùng lúc đó đang ở đâu? Đứng kế bên luôn. Em có kịp nhìn thấy cái người đó không? Dạ, nói chung là em không quan tâm luôn, mà em không muốn nhìn luôn chị. Khi mà em bỏ công việc của em mấy ngày trời để em đi canh đó chị, thì em đã xác định nếu như mà đúng như vậy thì em cũng không cần biết cái người đàn bà đó như thế nào. Thì khoảng một tiếng sau thì anh về nhà, anh giải thích ABC bờ cờ đờ, nói chung là những cái chuyện mà bạn anh đã nói với em rồi. Thì em mới hỏi là tại sao anh không nói khi mà anh lấy tầm tiền của người ta, thì anh có cảm thấy là anh hãnh diện hay không? Tại sao anh không về anh hỏi vợ, hay là anh không hỏi ba mẹ hai bên? Bây giờ anh không có mặt mũi để hỏi thì em có thể đứng ra em hỏi giùm anh mà. Thì anh nói á, ba mẹ cho vốn thì ba mẹ có cản, là không nên giống như là mạo hiểm hăng say trên cái sự chiến thắng của mình, mà bây giờ mà kêu ra ba mẹ sẽ cầm ràm. Bây giờ anh chọn đi, anh muốn chọn thế nào? Thì anh nói á là anh không muốn chọn ai hết, vừa muốn chọn tiền mà vừa muốn chọn gia đình. Em thì em không đồng ý như vậy. Em nói á, em không bán chồng em. Còn bây giờ anh muốn chọn tiền thì bây giờ anh có thể ra đi với người đó. Còn mà anh đừng có chọn nước đo như vậy, em không có thích sống cái kiểu cảnh chung chồng. Anh trả lời em là tùy quyết định của em. Anh thà là giống như gọi là gì, người xa lạ, chứ anh không chấp nhận nhục với vợ con hay gia đình. Chắc có thể là tiền nó quan trọng hơn là vợ con. Gia đình chồng á, lúc mà biết ra thì cũng kêu thôi vì con đi, nó vỡ nợ thì ba mẹ sẽ đứng ra ba mẹ trả nợ cho nó. Nhưng mà anh không chịu. Anh đón nhận cái đề nghị trả nợ giùm từ ba má như thế nào? Anh nói là chuyện của anh tự giải quyết. Và anh giải quyết bằng cách đó là dùng nguồn tiền của một cái người khác. Dạ. Lúc đó là hợp gia đình mà bây giờ anh không đồng ý, thì bây giờ mà kêu con sống cái cảnh như vậy thì con cũng không đồng ý. Thì thôi bây giờ con muốn ly hôn, là bây giờ nếu mà ra đi em sẽ bồng con em đi, em tự nuôi con em, em không cần ai nuôi hết, em cũng không có cần hả qua lại liên lạc gì nữa. Cái phản ứng của anh với cái việc đó là con đi cùng với em như thế nào? Dạ, anh nói á là tùy em, tại vì bây giờ anh đi công việc của anh như vậy anh cũng không chăm con được. Theo em thì cái dính líu giữa chồng em với cái người phụ nữ kia kìa, nó đang ở mức nào không? Em nghe bạn anh nói là khoảng 3-5 tỷ. Đó là bạn anh nói thôi, còn anh thật sự nhận của người ta bao nhiêu đến bây giờ mọi người đâu có biết. Thì lúc đó ba mẹ cũng hỏi mà anh không chịu nói. Đúng là anh chọn tiền, nhưng nó không đơn giản là một vài tỷ để chúng ta cảm thấy là tại sao một cái người họ dễ dàng đánh mất bản thân họ như vậy. Em phải hình dung nè, thứ nhất có thể số tiền nó không chỉ là bấy nhiêu đâu. Cái thứ hai nè, người phụ nữ kia người ta bỏ tiền ra thì người ta cũng có động cơ. Vậy thì bây giờ anh cũng không thể nào dễ dàng nói với người ta là tiền nè tôi trả nè, và mối quan hệ này dừng lại.
ảnh có thể đã phải nhận ra một cái điều rằng là dù chưa có đưa tiền anh cũng không thoát được cái người đó. Và tiền chưa hẳn chỉ đơn thuần là 5 tỷ. Đó là hai cái khó rồi ha. Và cái khó thứ ba nè, là nếu như mà ba má bỏ tiền ra cho anh đi trả nợ cho người ta, thì cái hình ảnh trước mắt của anh là anh vẫn phải đi làm cực lực để trả tiền ngược lại cho ba má. Trong khi đó cái mà anh được thụ hưởng khi anh lựa chọn cái người phụ nữ kia là gì? Là anh không cần phải lao tâm khổ tứ, anh không cần phải tính toán cái gì nữa hết, anh không cần phải đi lao động cực nhọc, anh cũng không cần phải đối phó với người phụ nữ kia như thế nào. Nhưng mà giữa em với con em á, em có mang con em đi cùng trời góc biển đi chăng nữa, về bản chất nó là con anh. Đó là lý do mà trong sự cân đo đong đếm, nó rơi vô thêm một cái tình huống nữa là ảnh cũng là người có tham vọng về tiền bạc. Và cái tình cảm giữa hai vợ chồng vốn có thể nó đã đi vào một cái giai đoạn rất là nguy hiểm trong hôn nhân á, là cái giai đoạn thích nghi. Thế thì bây giờ tôi chọn tiền, tôi chọn cái người bên kia để tôi được yên thân. Thực ra lúc đó cảm giác của em nó như thế nào? Không biết diễn tả luôn chị. Nói chung là em thất vọng. Cái tình cảm mà em đặt cho người này sai lầm. Thực ra lúc mà mình đề nghị ly hôn á, mình vẫn có một cái mong chờ, mặc dù mình không thích, vẫn muốn là chọn gia đình. Anh chỉ cần nói là chọn gia đình thì là gia đình ba mẹ hai bên cũng không có bỏ rơi ảnh. Ảnh là con một mà. Ví dụ như ba mẹ nói là thôi, bây giờ nếu như cảm thấy là làm cái ngành này không được nữa thì con có thể kiếm một cái việc gì đó, giống như buôn bán hay cái gì đó làm lại, ba mẹ vẫn đầu tư, chứ không phải là ba mẹ bỏ rơi ảnh luôn. Nếu mà anh không chịu vậy thì thực ra có phải anh chọn tiền không? Lúc là dù em cắt đứt rồi thì hàng tháng ảnh vẫn gửi tiền nuôi con ảnh. Dù là lúc mà ly hôn là em không có yêu cầu, thì tháng thì 10 triệu, tháng thì 20 triệu, nhưng em không có lấy. Lý do gì em không lấy? Tại vì em nghĩ cái tiền nó dơ đây nè, không lấy. Tại vì em nghĩ cái tiền nó dơ đây nè, không lấy. Em đừng quên là cái người được nhận là con em chứ không phải là em. Con em sẽ là cái người đưa ra quyết định về cái tiền đó như thế nào. Thế thì em thực sự mà không muốn lấy đúng không? Em để nó thành một cái tài khoản riêng đi. Em biến nó vào trong một cái quỹ tiết kiệm đi. Và khi con em đủ 18 tuổi, nó đủ nhận định, nó có quyền tự quyết của nó, thì cái việc mà nó sử dụng cái tiền đó như thế nào, nó sử dụng hay không thì nó là người tự quyết chứ. Em không muốn con em lớn á, người ta sẽ nói là ba mày đi theo gái vì tiền, rồi mày lại sống từ cái đồng tiền đó của người phụ nữ đó. Nè, ba theo gái vì tiền thì dù cho con có chào đợi hay không, và ba có gửi tiền cho con hay không, thì ba vẫn đã theo gái. Những cái chuyện này nó tách bạch nha. Con có thực sự sử dụng cái tiền đó để lớn lên hay không thì đây, xin thưa, tiền trong sổ tiết kiệm còn nguyên. Nhưng tại sao tôi phải lấy? Bởi vì đó là phần của con tôi. Thực ra nè, suy nghĩ cho kỹ nè, em không lấy là vì em hay vì con? Em nghĩ là em tự nuôi con em được. Đúng, em tự nuôi con em được thì em cứ nuôi đi. Vậy thì cái việc mà mình từ chối cái tiền mà gửi về, có phải là việc mà mình đang bảo vệ mình chứ không phải bảo vệ con không? Em đang muốn người ta nhìn em như một người mẹ cao đạo, như một người mẹ thanh sạch, và em quyết định không lấy cái tiền đó. Chị ủng hộ cái quan điểm đó, nhưng đừng quên tiền đó không có gửi cho em, tiền đó là gửi cho con. Và nếu như em muốn bảo vệ con em, vì em vẫn đang phải là cái người trực tiếp nuôi dưỡng nó, thì em đừng có xài cái dòng tiền đó vô cái chuyện tả biển sữa học tập của nó. Nhưng nó cần phải được đóng khung thành một cái quỹ riêng, và đứa trẻ cần được tự do trong việc quyết định này. Nếu như em nuôi con em trở thành một đứa trẻ tử tế, biết nhân nghĩa, biết phải trái đúng sai, thì sau này nó sẽ có cách để nó quyết định cái quỹ đó một cách hợp lý. Em có nghĩ là khi em không lấy thì người ta mai mốt không gửi, và đến khi con cần được thừa hưởng một cái quyền lợi rất là hợp pháp của con về kinh tế từ bố, thì lúc này ba không gửi nữa. Vậy là vô tình mình đang tạo ra thêm khó khăn cho con mình. Không, nhưng mà em không trả lại cho ảnh, mà em trả cho ba mẹ anh. Thì em trả cho ai vậy không biết, nhưng cái quan trọng ở đây đó là mình phải rạch ròi mấy cái chuyện này ra. Em đang muốn bảo vệ hình ảnh một bà mẹ đơn thân rất là tự cường. Nhưng em đừng quên là con em nó có quyền lợi hợp pháp của nó đó. Nhưng mà tóm lại á, nếu như diễn biến câu chuyện như vậy thì thực ra mình cũng phải ngồi mình suy xét lại là ảnh chọn tiền hay là ảnh chọn tình. Thì thỉnh thoảng em vẫn cho qua thăm nội, nội chơi thì cũng vô tình thì ông bà nói chuyện đó, thì em mới nghe được là cuộc sống không có hạnh phúc rồi này kia. Thì nói chung là ông bà cũng ướm em, ảnh á bỏ cái người này em có quay về hay không, thì em nói là không. Lý do em không quay về là gì? Là tại vì ngay lúc mà ảnh dứt áo bỏ mẹ con em đi, ảnh cũng không có nghĩ tới em. Thì tại sao em phải quay về trong khi người ta không hạnh phúc? Hay là vì tiền bạc lục đục rồi người ta kiếm mình? Khi mà người ta cần cái thùng rác để bỏ rác thì người ta kiếm mình, mà khi không cần thì người ta đi kiếm một cái thùng rác khác. Nếu như quay ngược lại thời gian thì em nghĩ rằng là điều gì đã thật sự khiến cho cái mối quan hệ của hai bạn gãy đổ như vậy? Nó có đơn thuần là vì tiền không? Em nghĩ là chỉ có vì tiền. Trong thời gian dịch đó chị, 6-7 tháng mà cũng không có gây gỗ gì. Nè, không gây gỗ với hạnh phúc nó là hai câu chuyện khác nhau nha. Lúc đó là vợ chồng em vẫn hạnh phúc chị, tức là vẫn vui vẻ, ảnh vẫn giúp em rất là nhiều việc. Thì em có giúp ảnh không?
Có chị, em nấu cơm thì anh rửa chén, hay là em giặt đồ thì anh phơi đồ. Nhưng mà sau dịch đó chị, thì bắt đầu mới thay đổi. Thì cái lý do thay đổi đó, vì công việc không suôn sẻ. Thì em nghĩ một phần là tính ông này cũng gia trưởng, mình là người bảo bọc cho gia đình, mình không có muốn xấu trong mắt của gia đình hay là vợ con. Ý em là cái sự tự tôn của ảnh cao. Đúng rồi chị. Nếu như sự tự tôn của một người mà người ta cao thì người ta đâu có nhận tiền của phụ nữ. Anh nói là thà anh chấp nhận, anh nhận tiền của người ngoài, chứ anh không lấy tiền của người nhà. Anh chấp nhận lấy tiền của người ngoài, bởi vì cái người đó vốn anh không có coi người ta hoàn toàn là người ngoài. Anh cũng nhìn thấy cái sự gắn bó nào đó của ảnh với cái người bên kia, thì anh mới dễ dàng lấy tiền của người bên kia. Nếu phân tích theo góc nhìn của em, chồng em là một người có sự tự trọng cao, có sự tự tôn, có tính gia trưởng. Nếu mà như vậy thì tại sao anh không... Là vì cả tiền lẫn tình. Nghe thì nó đau thiệt, nhưng mà nếu như không nhận ra thì còn sụp hố tiếp. Tại vì em biết không, cái lời thề non hẹn biển của chồng em, cái những cái ngày mà hai đứa yêu nhau, hoặc là những ngày đầu trong cái giai đoạn vừa mới sau đám cưới, nó là thật. Nhưng không có nghĩa là nó phải như vậy hoài. Nếu như mà mình không có thêm những cái sự vun bồi, cái ông chồng mà ông ngồi im vậy đó, mình kể gì ông cũng nghe hết trơn á. Giai đoạn đầu á, thì tình yêu nó còn lớn, tự nhiên người ta thấy trời bờ vai cho mình dựa là đây nè, kệ nó, cả thế giới có thể hờn giận em, em chỉ cần gom cái hờn giận đó về em kể cho anh nghe thôi, và anh ngồi yên đó anh nhận là em thấy đời em hạnh phúc. Nhưng mà em tưởng tượng em ở cạnh một ông chồng 5 năm, 10 năm mà em nói gì với ổng cũng được, ông chỉ có nghe thì ông không làm gì hết. Thực ra ông vẫn nghe y chang như cách đó 10 năm nha. Nhưng mà lúc này cái nhu cầu của em nó tăng rồi, anh cũng phải cho em ý kiến đi chứ. Anh cũng phải bắt đầu trở thành một cái vai trò mới rồi, vai trò của một cái người tư vấn, một cái người đồng hành, một cái người đưa ra giải pháp cho em. Anh đâu có làm được vậy đâu, tại vì anh nghĩ anh làm như cách đây 10 năm là tốt rồi. Anh đâu có thay đổi. Người ta vẫn phải có cái sự quan sát với nhau mỗi ngày và có cái sự điều chỉnh. Thì cái sự mặn nồng trong hôn nhân á, nó mới có thể được khởi tạo liên tục liên tục. Ông bà mình có nhiều câu hay lắm nha, mà nó cụ thể. Hâm nóng tình yêu. Thì thực ra cơm em vẫn ăn cái món đấy thôi, nhưng mà nó nguội. Kiểu vậy, nhưng mà cơm nguội của người này thì lại là cái món ngon của người kia, tại nó mới. Thì câu chuyện nó cứ rối đùi như vậy á. Thì bây giờ anh với người kia cãi nhau rồi đó. Nhưng mà em không quan tâm. Thì đúng, chúng ta cũng không cần phải quan tâm, mình đã quyết định để cái phần đời đó lại rồi. Em cũng nghe cái anh mà ngày xưa nói với em á, là cái người đó không còn tiền. Thì ông này cũng bắt đầu là khó chịu. Nãy giờ mình đang nhìn thấy chồng mình là một người rất là tâm cơ đúng không? Em chưa chắc trong câu chuyện này chồng em với cô kia ai là con gà, ai là hộp đậu đâu. Cái đây cũng một năm, cái anh đó cũng vô tình gặp lại á. Đợt này nhìn em khác xưa, dạo này một có tình yêu mới hả? Cái nói không, em vẫn bình thường. Rồi anh em cũng ngồi nói chuyện với nhau á, thì ông nói là dạo này á, nó chửi lộn với cái người đó nhiều lắm. Thì nghe đâu bà này công việc làm ăn đi xuống á chị, ông có tiền đó. Nhưng mà bây giờ giống như kiểu là kêu ông bung tiền ra để cho bà này giống như kiểu ngày xưa trả nợ á, thì chắc là khó. Nếu như xác định đã không đến nữa, hãy thực sự là một cái tâm ý nghĩ về cuộc sống của mình và của con. Em đang dần trở nên bình an thôi. Em vẫn có những lúc mà buộc phải để ý coi, hoặc là vẫn phải nghe coi là tại vì kia làm sao. Vô tình đó chị. Thì đó, thực ra chuyện duy nhất bây giờ mà mình cần quan tâm á, là mình rút ra được cái kinh nghiệm gì từ cái phần đời mà mình đã đi qua thôi. Còn cái câu chuyện của người bên kia khi mình đã quyết định là không quan tâm, có thể cái vỏ của cái vấn đề là mình thấy là ảnh vì tiền, ảnh bỏ rơi gia đình. Nhưng bên cạnh đó nó có những cái lý do khác đi kèm. Cái người phụ nữ kia họ trải đời mà, họ dân làm ăn nè, họ trải đời nè, họ rành bất động sản nè. Những cái lần mà chồng em kể cho em nghe thì em vẫn rất là có nhiều tâm ý để nghe, nhưng mà nghe hiểu là chồng đang gặp khó khăn. Nhưng cái người phụ nữ này nè, bằng cái kinh nghiệm của người ta, người ta có thể nói với ảnh về cái chiêu thức nữa. À, bây giờ cái lô đó muốn ra được đó là phải làm vậy nè, cái lô đó muốn bán được là phải rao như vậy nè, cái lô đó mà muốn xả hàng được là phải làm thêm động tác này. Tại cổ có kinh nghiệm. Thì chính cái việc mà ảnh cảm thấy là ảnh được chia sẻ đúng nghĩa luôn, có nghĩa là có hướng dẫn, có đồng hành, và thật sự là có thể có tình cảm luôn. Nhưng mà điều quan trọng ở đây là tâm ý ảnh dành cho ai. Ảnh có ý thức được rằng đây là gia đình nhỏ mà ảnh muốn bảo vệ hay không? Thì rất tiếc là không. Và khi không mà bên kêu mặt như vậy thì bún. Điều quan trọng là mình nhìn ra cái kinh nghiệm ở đây là gì. Tình cảm lứa đôi trong thời gian yêu nhau nó sẽ có phai mờ. Cái mà chị muốn nhắc nó nằm ở chỗ ông chồng mình, ông chồng trước ông sao thì kệ ông đi, đằng nào cũng đã là chồng trước. Mình sẽ phải sửa bản thân, nhưng mà sửa như thế nào thì còn phải đợi có cái người xuất hiện tiếp trong đời mình á, người ta thuộc gu nào. Vậy thì mục tiêu đây là hãy cố gắng hiểu đối phương và đồng hành với đối phương, chứ cũng không thể nào để cái câu chuyện đó là chỉ có một bên cố gắng, hoặc có một cái niềm tin rất là hồn nhiên. À, đã yêu nhau từ đầu rồi thì từ đó về sau tới cuối đời là yêu nhau mãi mãi, không có đâu. Dạ. Tại vì cuộc đời nó giông gió, mỗi một giai đoạn chúng ta phải giải quyết một cái vấn đề khác nhau, thì làm sao mà đòi hỏi phải yêu nhau như lúc đầu được. Nhưng mà chốt là ngày hôm nay khi mà em xuất hiện ở đây và em quyết định là chỉ kể chuyện và không cho khán giả biết mặt, điều gì khiến em đưa ra quyết định này? Sau này giống như khi mà lỡ con em lớn nghe thì nó lại nghĩ là
sao mà lên nói như vậy. Nhưng mà thật ra thì mình ức chế quá chị. Vậy thì qua cái câu chuyện của em có một cái thông điệp nào đó muốn gửi cho mọi người để thấy đó, mọi người thấy cái chuyện của tôi chưa? Vậy thì mọi người phải chú ý cái gì? Khi mà mình yêu á, không phải là chỉ cần là đối phương tôn trọng nhau rồi kể cho nhau nghe, mà không cần biết cái công việc của họ như thế nào. Mình đừng có bao biện cho cái việc á, mình vô tâm là công việc của anh thì anh biết, mà công việc của em thì em biết. Mình cũng tự có thể tìm hiểu được để mình cùng đồng hành với chồng mình. Từ câu chuyện của em thì một cái kết luận của em về ma lực của đồng tiền đi, em thấy tới đâu? Em thấy á, tiền và tình nó ngang nhau quá chị. Trong một vài tình huống có thể nó phải hơn nữa đó. Chúng ta không phủ nhận được vai trò của vật chất, nhưng mà cũng đừng quên rằng là dù nó đứng ở vị trí nào thì nó không hề đứng một mình. Tức là ngoài tiền ra, chúng ta còn những cái khác trong cuộc sống. Bạn có thể xếp nó số 1, số 2 gì đó không biết, nhưng nó không phải duy nhất. Yeah. Chắc chắn nó phải cần thêm những thứ khác. Vậy thì thôi, chúng ta chúc nhau rằng là mọi người cùng thấy được cái vai trò của tất cả những cái yếu tố đó. Thì để tôi hiểu là cho những người vợ người ta hiểu được, và người ta sẽ giữ được chồng và sẽ không có những cái cảnh là người thứ ba hay là hạnh phúc gia đình bị vỡ tan. À, có người thứ ba hay không thì ông chồng phải là cái người tự giữ thân mình. Phụ nữ bận rộn lắm, phụ nữ giữ thân mình thôi, ở đây đi giữ chồng làm gì. Cảm ơn chị ngày hôm nay đã có mặt ở đây, và với một cái câu chuyện cũng ngắn gọn nhưng mà nhiều nỗi đau thì ai cũng có chuyện. Hy vọng rằng là câu chuyện tuần này nó đủ chất liệu để những cặp vợ chồng đang xây dựng đời sống hôn nhân, chúng ta sẽ chú ý hơn ở bản thân mình, chú ý hơn ở bạn đời, chú ý hơn ở những gì đang diễn ra trong cuộc hôn nhân của mình, để mình có thể xoay trở kịp lúc. Bởi vì chắc chắn một điều là không có cái cuộc hôn nhân nào hạnh phúc một cách tự dưng cả, là cưới nhau xong rồi hạnh phúc từ đó đến cuối đời. Cái cụm từ đó nó chỉ có trong truyện cổ tích thôi. Mà truyện cổ tích là thường chúng ta không có đọc đoạn sau, chúng ta cũng đọc đúng cái câu đó rồi hết chuyện, nên không biết đoạn sau là gì. Nhưng mà cuộc sống thì sau cái đám cưới mọi chuyện mới bắt đầu. Cho nên hy vọng là mọi người sẽ vững chãi trong hôn nhân, rút tỉa kinh nghiệm và cùng nhau đồng hành để đi về phía trước. Với một cái tâm ý rất là đẹp như ngay từ đầu mình đã xác định, đó là cưới một người về rồi cả hai làm bạn đời với nhau. Cảm ơn quý vị khán giả đã luôn đồng hành cùng với Ai Cũng Có Chuyện. Và thời lượng của tuần này đến đây là hết rồi. Chúng ta hẹn gặp nhau vào tuần sau với giờ phát sóng quen thuộc. Còn bây giờ xin chào tạm biệt. Ở Lâm Đồng thì anh đang làm việc ở tại Sài Gòn. Rồi Hiệp ơi, họ hỏi nhưng chị chỉ có điện thoại. Dạ rồi anh ơi, anh nói lại cái tên của anh rồi với em nhé. Vũ Chí Thanh đúng không ạ? Ngô Chí Thanh đúng rồi. Ngô Chí Thanh 1981 à? Đúng rồi, 1981. Lâm Đồng, hiện tại đang ở Sài Gòn. Dạ, hiện tại đang làm việc ở Sài Gòn. Anh làm công việc gì nhỉ? Dạ, anh làm cho bên công ty Minh Nhật Lò Xo á. Công ty gì? Minh Nhật Lò Xo. Minh Nhật Lò Xo. Công ty đó là sản xuất chuyên về gì anh? Chuyên về lò xo xe máy. Nói chung là các đủ loại các lò xo. Thế vậy thì anh Thanh làm về cái vị trí nào cho công ty? Anh làm vị trí bên nói chung là trong đó cái trong mạng đó thì mạng nào anh cũng làm hết. Mình là nhân viên trong công ty đúng không ạ? Dạ đúng rồi, mình là nhân viên ở trong đó. Rồi anh là con người như nào, có điểm mạnh điểm yếu ra sao? Sao em? Anh có điểm mạnh điểm yếu như thế nào? Thì điểm mạnh của anh là anh biết nấu ăn, chung là việc gì anh cũng làm được hết. Còn điểm yếu của anh là hơi nhút nhát, nói chuyện hơi nhút nhát tí. Nói chuyện hơi nhút nhát. Chuyện tình duyên của anh thì hồi trước đây anh có một đời vợ mà anh ly dị 10 năm rồi em. Giờ đang sống độc thân bây giờ luôn. Ly dị 10 năm. Có con không ạ? Đứa con anh năm nay 11 tuổi rồi. Có một đứa hả? Dạ một đứa. Con trai trai không ạ? Con trai. Hiện đang ở với mẹ nó rồi. Hiện đang ở với mẹ. 11 tuổi. Đúng rồi. Anh chị sống với nhau được bao nhiêu lâu? Và tới giờ chia tay? Nói chung là sống được mấy năm thì chia tay. Lý do chia tay ạ? Lý do là anh lấy vợ về mà vợ anh nó ngoại tình này. Thế là anh chia tay. Chia tay. Dạ. Rồi thế sau đó là anh ly dị 10 năm rồi thì anh có tìm hiểu một số những mối quan hệ khác không? Không em, anh ở tới giờ anh làm việc không anh cũng có.
Rồi. Anh mong muốn chương trình tìm cho mình mẫu người như nào? Con người em thì đơn giản là được rồi em. Rồi. Chiều cao ngoại hình, anh nói về ngoại hình trước đi. Em thì ngoại hình thì nói anh chung gì đó, ngoại hình là ưa nhìn, là ưa nhìn. Công việc của người đó như thế nào thì phù hợp với mình? Công việc của người phụ nữ thì công nghiệp phụ nữ thì của phụ nữ thì sao cũng được, thì anh không quan trọng ba cái đó. Anh về anh lui người ta. Hả? Anh về anh lui người ta. Ví dụ cô nào mà cô thất nghiệp, anh lui được không? Thì nếu mà cô thất nghiệp thì mình nuôi, còn mà cô công việc của cô thì làm thì mình cố gắng cùng nhau thì mình làm. Vâng, cô. Anh bây giờ đang ở trọ tại Sài Gòn hay sao? Không, anh đang ở nhà mướn, nhà rộng á, nhà mướn cùng với vợ chồng đem gắn ở đó. À. Rồi. Ok anh, nếu mà chơi chương trình mà tìm được cái người bạn gái phù hợp với anh thì sẽ liên hệ với anh ha. Rồi rồi. Rồi em cảm ơn anh. Ừ. Rồi, mình bắt đầu luôn đi ạ. Em nói trước hay anh nói trước? Mời anh giới thiệu về bản thân mình nha. Anh thì năm nay là sinh năm 1991 ở ở Bình Dương em ơi. Họ tên của mình là gì? À, Bùi Quốc Thắng. Bùi Quốc Thắng ở Bình Dương, mà công việc cụ thể của Thắng là gì? Là chạy xe dịch vụ. Là xe của mình hay là sao? Xe của mình luôn á. Chạy xe dịch vụ của mình luôn, rồi là xem làm mình quê ở Bình Dương luôn. Quê Bình Dương. Chạy xe của mình rồi, ok. Thường mình chạy như vậy thì cái thu nhập trung bình của mình tháng thì như thế nào? Khoảng từ 20 cho tới 30. Hay mình chạy xe 4 chỗ hả? 4 chỗ. Rồi ok. Bây giờ Thắng chia sẻ một xíu về những cái điểm mạnh điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh điểm yếu hả? Điểm mạnh thì nói chung điểm mạnh điểm yếu không không có cái nào mà mạnh yếu hết, cái nào cũng vừa ha. Ví dụ cái tính cách như thế nào, có Tính cách mình hướng hướng ngoại, mình sống dễ chịu lắm, ai ai đúng thì mình mới mới chơi, còn không đúng thì không chơi vậy đó. Rồi có tật xấu gì không, nhậu nhẹt hút thuốc rồi này kia có Không, cái mấy cái đó không có. không? Trước giờ mình đã từng lập gia đình hay trải qua mối tình rồi? Xưa giờ mình chưa có lập gia đình mà mình trải qua có một hai mối tình thôi. Rồi chia sẻ về những mối tình đó đi. Mối tình thì nó giờ hồi hồi đó còn nhỏ xíu một xíu rồi mình quen rồi, giống như chưa có xác định là đi tới tới hôn nhân á, quen một thời gian vài tháng là bỏ thôi. Đi đến Rồi hôn xong nhân rồi hả, sao chứ? rồi, coi như là quen 1-2 tháng hả? Là mình chia tay là Đúng do mình hay do bạn không? gái? Không phải 1 2 tháng mà mấy tháng á. Rồi là do mình chia tay bạn gái hay là làm sao? Hai bên cảm thấy không hợp nhau nữa thì tự rút lui thôi. Hai bên không hợp nên tự rút lui. Rồi bây giờ là mình sẽ mong muốn tìm mẫu bạn gái như thế nào? Còn bạn gái hồi nãy mà mình có thấy nhóm có add 4 5 bạn nữ gì mới vô đó, Mimi Nguyễn với lại Hana Nguyễn á đó, cái mẫu mẫu mình vậy ok Trời ơi, á. cái đó là biên tập của chương trình. Có biên tập hả? Chứ sao mà trong đây mà có bạn gái gì trong đây? Ai Bạn biết thì gái ý bạn lấy trai tình đâu có nè. biết thông tin. À là thích kiểu như hai biên tập đó phải không? Đúng rồi, gu á. À thích mẫu như là Hana với Mimi. Đúng rồi. Trời ơi, Hana Mimi là biên tập nha. Với lại phó nhóm cũng ok á, Chu Nguyễn hay gì đó. À phó nhóm là Chu Nguyễn hả? Rồi cái này là ekip của chương trình thôi, nói chung là thích những hình mẫu như vậy hả? Còn tuổi tác Đúng rồi, vùng miền này kia thì sao? tuổi tác thì từ 25 tới 30 vùng miền, thì mình ở Bình Dương á, mình lựa mấy người ở Sài Gòn hay là gần gần cận cận á, cho nó dễ qua lại. Rồi Đừng Mimi đừng Nguyễn cho đang mấy mất người rồi. Cà Mau hay gì Tiền Giang Long An xa lắm nha.
Rồi nhưng mà Nhưng mà rồi nếu mà mấy người đó mà đẹp quá thì cũng được luôn nha. à là thích gái đẹp đó phải không? Đúng rồi. Nhưng mà mình có tự tin mình lên đó mình chinh phục bạn gái Hơi hơi thôi. không? Nhưng mà mình là cao 1 mét bao nhiêu, nặng bao nhiêu ký á? 1m69, nặng 85 kg. 85 kg. Rồi ok, mời. Mình còn yêu cầu gì đặc biệt ở mẫu bạn gái này nữa không? Bạn gái hả? Bạn gái đàng hoàng xíu, có học vấn. Nhưng mà trước khi mình làm công việc chạy xe dịch vụ này là mình làm công việc gì? Cũng là lái xe luôn, mà lái xe tải cho công ty á. À rồi sau đó là tự làm Đúng không? Sau đó rồi. là mình ra mình tự làm chứ mình không có chạy công ty nữa. Rồi ok, nói chung là hôm nay chỉ là buổi phỏng vấn đầu tiên thôi. Nếu mà được chọn thì sẽ có một biên tập trao đổi thêm với mình ha, cũng như là tìm cái mẫu bạn gái phù hợp nhất cho mình. Rồi. Rồi ok, cảm ơn Thắng nha. Đây, ở ngoài Phú Yên đi vào Vũng Tàu á, Bà Rịa. À là mình đi làm việc hay như thế nào? Dạ, tại vì 2 ngày nay đi về nhà. Rồi chuẩn bị đi vô Bà Rịa để làm. Dạ. Rồi bây giờ mình chắc tranh thủ mình giới thiệu nhanh về họ tên tuổi quê quán và công việc của mình đi. Mình tên Bùi Trọng Quynh, sinh năm 1986, Rồi. người ở thôn Đồng Lãnh, ở Phú Yên ạ. Rồi Làm mình nghề làm công việc gì? À. tài xế, Tài xế là mình chạy cho công ty hay là làm sao? nhờ chạy cho công ty. Làm tài xế chạy cho công ty là mình chạy ở ngoài Vũng Tàu. Chạy ở Vũng Tàu đi Long An. Vũng Tàu đi Long An. Rồi, ok. Bây giờ, ủa trước giờ là anh đã từng lập gia đình gì chưa? Dạ chưa. Chưa từng lập gia đình luôn, là mình đã trải qua mấy mối tình rồi. Có lẽ có trận bị đợt bị tai nạn rồi thôi tới bây giờ. À, là đợt đó mình bị tai nạn gì? Xe máy. Ý là mình có bị nặng không á? Không, nói chung là không bị cái gì hết á, nhưng mà một cách nó xa quá. Là bạn gái ở đâu lần anh? Ở Nghệ An. Ở Nghệ An. Ý là anh chia tay cái mối tình đó cách đây bao lâu rồi á? Bao lâu rồi mình không quen ai? Từ chắc cũng trên chục năm rồi. Trên chục năm rồi. Rồi. Bây giờ ví dụ như bây giờ mong muốn tìm bạn gái thì anh muốn bạn gái ở khu vực nào, tuổi tác làm sao? Nói chung ở nơi nào sống được là được rồi. Có Mình những không có mạnh ở nơi nào hết á. là mình có thể yêu xa được đúng không? Được, tại ở đâu mình sống được là ở đó là được rồi, chỉ còn tính Rồi cách bạn bạn sống. gái tuổi tác bạn gái đồn sao, đã từng lập gia đình được không? Được, nói chung bây giờ cái tuổi mình không còn nhỏ nữa. Có nghĩa là chấp nhận bạn gái đã từng lập gia đình được đúng không? Đúng rồi. Rồi còn yêu cầu gì về cô gái nữa không anh? Dạ. Còn yêu cầu gì về cô gái nữa không? Không, nói chung là cái quan điểm là sống cái cách sống của họ, đối xử nhân thớ của từng người, từng người thôi, chứ còn thì mình cũng đòi hỏi được gì đâu. Dạ rồi, ok, tại mình cũng đang đi xe cho nên là tụi em cũng tranh thủ phỏng vấn thôi. Nếu mà mình được chọn thì chương trình sẽ liên lạc lại cho mình sau nha. Dạ. Rồi, cảm ơn anh Vinh ạ. Dạ. Về những cái thông tin cơ bản về bản thân của mình nhé, họ tên, ngày tháng năm sinh, tên tuổi, quê quán cũng như công việc của mình hết nhé. Dạ em tên Danh Quốc Cần đây, em làm ở công ty bao bì Trung Đông, quê em thì ở Gò Quao, Kiên Giang. Danh Quốc Cần. Dạ, bên kia có nghe rõ tín hiệu không anh? Dạ vâng, nghe đó, anh sinh năm bao nhiêu? Dạ, em sinh năm 1984 ạ. 1984. Anh là một công ty công công nhân của công ty hả?
Dạ đúng ạ. Công ty bao bì hả? Dạ công ty bao bì Trung Đông ở Long Thành Đồng Nai. À, hiện tại em Long Thành Đồng Nai. Dạ. Ừ, rồi. À, trước giờ anh từng kết hôn chưa? Dạ, em có kết hôn lần là mà em đã ly hôn năm 2014 nữa. Kết hôn một lần, ly hôn Dạ. 2014. Năm Hai anh chị 2014. là ở với nhau bao nhiêu lâu? Dạ khoảng 7 tháng anh ơi. 7 tháng thôi hả? Dạ, cuộc hôn nhân gia đình sắp đặt á, nói chung em cũng không có tìm hiểu kỹ, em cũng không có đắn đo kỹ lúc đó. Ừ, thế vậy cũng chưa con cái gì. Dạ em chưa có con anh ơi. Thế là đấy gia đình sắp đặt là như thế nào ạ? Anh không nói lên tiếng nói mình luôn hả? À, nói chung mà hai người sống chung với nhau ở hợp với một thằng bên kia thì con gái út nữa em ở để ta thì cũng áp lực nhiều quá. Hiện tại là anh làm công nhân như này thu nhập trung bình một tháng là bao nhiêu? Khóa 15 triệu anh này. Rồi, anh ở trọ hả? Dạ ở chỗ có một mình. Thế bố mẹ thì ở đâu? Dạ bố mẹ em sẽ ở quê anh, em đi làm có một mình thôi. À, bố mẹ quê là Kiên Giang. Ở Bố mẹ quê làm quê năm làm mười năm làm ruộng làm nương về. Rồi bây giờ nếu mà lấy vợ vào rồi thì anh nghĩ là anh có sự chuẩn bị gì để cho cuộc hôn nhân sắp tới mà nó ok hơn theo đúng cái ý của anh? em đã chuẩn bị đầy đủ rồi anh ạ. Chuẩn bị những gì mà đầy đủ? Chuẩn bị thì nói chung là Đồng. chuẩn bị đầy đủ về kinh tế. Kinh tế anh góp vào bao nhiêu rồi? Dạ cũng khoảng 70-80 triệu rồi Vâng. Đó. Thì nếu mà lấy vợ thì rồi bây giờ anh nói về cái mẫu người phụ nữ mà anh mong muốn đi ha. à, nói chung là hiểu hiểu nhau là được anh, mình cũng nữ biết chung thủy là được, em chẳng cần gì. Về ngoại hình thì sao? Cao khoảng 1m60 trở lại được. Thế anh đi làm như này mà anh không tìm được những cái mối mà cùng chung công việc của mình hay là như nào hả? Chỗ em á, là toàn là nam không à, đây không có nữ đâu, công việc nó nặng nhọc cái nữ vô làm không nổi lên này. Là toàn nam không? Môi trường toàn nam không? Dạ, môi trường làm Việt Nam không à, chứ không thằng nữ thì người ta đã có gia đình hết rồi, mình đâu có dám hướng tới được. Thật ra là cái hoàn cảnh của anh ấy thì cũng nói là trải qua hôn nhân nhưng mà đã gọi là đã trải qua cái gì đâu. Thì khác thì thế nên anh cũng không có việc gì anh phải tự ti nha. Anh cũng không phải là một đời vợ hay như nào đâu nhá. Nói chung mình vẫn là trai tân. Không nhưng Rồi. mà chương trình cũng nghiêm túc, em cũng phải nói ra chuyện em nghiêm túc để lừa dối nhau rồi khó anh ơi. Dạ vâng, thì vẫn phải chắc chắn là phải như thế rồi nên em nói để cho anh bớt tự ti á, thì vẫn sẽ những có những cái cô gái mà có nhiều cái hoàn cảnh như mình. Rồi ví dụ bây giờ bạn gái mà bạn ấy một lần đò mà bạn ấy có một đứa con, một hai đứa con thì nói gì anh ok không? Dạ, cái này để em tìm hiểu lại rồi em suy nghĩ lại rồi em trả lời được mới được anh à. Giờ vội quá em chưa trả lời được. Thế ý ạ, bây giờ em hỏi về cái mong muốn của anh thôi. Chứ bây giờ anh tìm hiểu thì anh tìm hiểu đâu, tìm hiểu sao được. Dạ Ý là cái như mong muốn của anh muốn bạn gái độc thân hay là bạn gái đổ vỡ rồi anh cũng ok. Trong em khi có muốn hoàn bạn cảnh mình cũng đổ vỡ. dạ muốn bạn gái mà đổ vỡ cũng được nhưng mà đừng có con là được anh ơi. Tại vì có con vướng bận nhiều thứ mà em sợ ảnh hưởng tới hạnh phúc thì sao. Rồi. Ok. Anh còn yêu cầu gì về bạn gái nữa không? Anh không thích bạn gái như nào? Dạ nói chung là em thích người bạn gái biết chung thủy với sạch sẽ là được rồi. Chịu khó Sạch sẽ chịu khó. sạch sẽ với chung thủy chịu khó là được. Ok anh, em cảm ơn anh nhé. Thì hôm nay là cái buổi đầu tiên làm quen.
Nếu mà tìm được cái người phù hợp thì chương trình sẽ báo cho anh ha. Dạ, em cảm ơn chương trình, cảm ơn anh. Dạ vâng, cảm ơn anh. Dạ, em chào chương trình ạ. Dạ. Dạ vâng. Giới thiệu về họ tên tuổi quê quán và công việc của mình nha. Em tên Nguyễn Duy Huy, nghề nghiệp là rồi mình sale tiếp thị ạ. là sinh năm bao nhiêu? Năm 93, 1993. Quê em ở đâu, công việc đang làm là ở đâu em? Quê em ở Khánh Hòa, thị xã Ninh Hòa. Hiện tại thì đang làm ở Ninh Hòa. Mà em sale tiếp thị cụ thể là mặt hàng gì á? Bánh nhãn hàng của Orion. À, rồi nếu mà chương trình ghi hình trong Sài Gòn là em sắp xếp vào được đúng không? Rồi em nói một xíu về những cái điểm mạnh, điểm yếu của mình đi, cũng như là sở thích tài lẻ của mình ha. Điểm mạnh của em là chịu khó làm việc, biết nghĩ về gia đình. Còn điểm yếu của em là nó hơi mặc cảm với lại những người xung quanh, bởi vì em thiếu cha thiếu mẹ, cha mẹ mất hết còn một mình. Alo. Ủa là ba mẹ em mất là cách đây bao lâu rồi? Ba em thì mất lâu rồi, còn mấy em thì mất cũng hơn một năm á. Mà là em có anh chị em gì không? Anh chị em thì nói ra thì cũng là anh chị em nhiều, nhưng mà nhìn nhận thì là chỉ nhà một mình em, bởi vì mấy em thì có một đời riêng tư từ trước ngày xưa rồi, có một đời riêng tư từ trước ngày xưa rồi, lúc mà chiến tranh loạn lạc thì hai người gặp nhau, thì có ra một mình em. À, nhưng mà rồi bây giờ là em ở nhà, có nhà không hay sao? Có nhà, nhưng có nhà, có đất, có ruộng, có vườn ạ. Rồi trước giờ là em trải qua mấy mối tình rồi Huy? Hè trước và em trả một mối tình thứ nhất đầu tiên là năm 18 tuổi, là đi qua Sài Gòn, là mối tình đầu đời. Mối tình thứ hai là cũng mới đây vừa chia tay 2 tháng, là người bạn gia đình địa lý không tốt ở các về mặt thì em ở thôn quê á. Thì gia đình có công đạo tôn giáo, công giáo Là em có đạo hay là sao, hay bạn kia có đạo? Rồi là bao lâu rồi em không quen ai? Từ khi mà chia tay bạn đó thì em không có quen ai, là trong 2 tháng thôi chị. Rồi gì cũng mới chia tay đây ha. Chứ bây giờ em mong muốn là tìm mẫu bạn gái sao? Biết suy nghĩ về gia đình, bởi vì em có một mình nên em coi trọng việc gia đình của em là tất cả, không cho em hoàn cảnh khó khăn về như thế nào, về như thế này như thế kia, về cùng đám cưới trên nhà thờ với em. Rồi là bạn gái phải cùng đạo á đúng không? Đúng rồi, hoặc là bạn ấy không, gia đình bạn ấy không thay đổi, nhưng thì cái hạnh phúc tương lai của bạn ấy có thể hy sinh, bạn ấy có thể cùng em giáo lý rồi cùng làm lễ đám cưới ngay trên nhà thờ. Rồi tuổi tác vùng miền sao em? Tuổi tác á, thì không quan trọng, nhưng mà chương trình ghép đôi á, thì ở gần nơi em thì ở cái điều công việc của em đi làm á, thì hàng ngày này em cũng phải đi làm, thì nhân viên sale thị trường thì ngày nào cũng đi, nên phải kiếm doanh số kiếm tiền, nên không có thể nào mà đi xa quá được. Nhiều khi mình muốn thăm hay là mình muốn hẹn hò đi chơi đồ á, thì cũng điều kiện nó cũng không có tốt. Rồi nói chung là gần khu vực ngoài đó ha.
Rồi, ok. Nói chung hôm nay chỉ là cái buổi cách đầu tiên thôi. Nếu mà em được chọn vào vòng 2 cũng như có người phù hợp thì chương trình sẽ báo cho em biết nha. Cảm ơn chị nhiều. Ừ, rồi, chào em.